Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Vương quốc Anh ngày 22 tháng 5 năm 2023, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Phó Chủ tịch thường trực của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại tổ chức The City UK tại London. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Nicola Wakinson, Giám đốc The City UK và đại diện một số tổ chức của The City UK. Tham dự buổi làm việc còn có tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh Nguyễn Tuấn Việt. The City UK là sáng kiến do Bộ Tài chính Vương quốc Anh và cựu chủ tịch City Group đề xuất thành lập vào năm 2010, đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau trong ngành tài chính và dịch vụ có liên quan, nhằm duy trì danh tiếng của London như một thủ đô tài chính toàn cầu. Các ngành do The City UK đại diện là tài sản quốc gia, đóng góp hơn 12% GDP của Vương quốc Anh. Trong tháng 2 năm 2023, chính phủ Anh đã chỉ định The City UK triển khai dự án hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện tầm nhìn phát triển thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính và kinh doanh cấp khu vực. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, với mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á, đóng vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp, công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ. Đà Nẵng đặc biệt chú trọng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và mong muốn mời gọi các doanh nghiệp Vương quốc Anh đến đầu tư, kinh doanh, du lịch và sinh sống tại thành phố đoàn công tác thành phố đà nẵng đã giới thiệu đến the city uk lợi thế đầu tư vào đà nẵng cung cấp thông tin về một số công trình dự án lĩnh vực trọng điểm phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của vương quốc anh trong đó có dự án trung tâm tài chính quốc tế đà nẵng